Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tổng hợp của báo Dân Tộc và Phát Triển. Bản tin hôm nay ngày 18 tháng 9 có những thông tin đáng chú ý sau. Nghị quyết mới của Chính phủ về khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3. Độc đáo bánh ma eng của người Tày Nùng ở Bình Gia. Sức sống mới nơi bản xa. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Sau đây là thông tin chi tiết. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 143 NQ-CP về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 3 Yagi, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát. Nghị quyết nêu rõ, để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3 Yagi, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát, tiếp tục phấn đấu tăng trưởng kinh tế cả năm 2024 khoảng 6,8-7%, Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 26 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bị ảnh hưởng bởi bão số 3, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thực hiện khẩn trương, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả kết luận của Bộ Chính trị, các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhanh, khả thi, kịp thời, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, trực tiếp vào các đối tượng bị ảnh hưởng, trình tự, thủ tục, điều kiện, thụ hưởng đơn giản, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát, đánh giá. Đối tượng hỗ trợ là người dân, người lao động, người yếu thế, hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp tại các địa bàn bị ảnh hưởng bởi bão số 3, ngập lụt, lũ, sạt lở đất. Thời gian hỗ trợ chủ yếu trong tháng 9 và tháng 10 năm 2024, một số chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp có thể kéo dài, bổ sung nguồn lực thực hiện đến hết năm 2025 để phù hợp với sự hồi phục của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và yếu tố mùa vụ trong sản xuất kinh doanh. Sau bão Yagi, cơn bão số 3, hàng loạt cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi bị gãy đổ, xuất hiện nhiều điểm sạt lở nguy hiểm, cơ sở vật chất bị tàn phá nặng nề, khu du lịch Yên Tử Quảng Ninh trở nên tang hoang, tiêu điều. Bão Yagi quét qua khu vực Yên Tử để lại thiệt hại nặng nề về tài sản cũng như giá trị của cảnh quan nơi đây. Những con đường dợp bóng cây xanh nay trơ trọi, tan tác, những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi bị quật đổ chắn lối đi. Hệ thực vật ở rừng quốc gia Yên Tử có một số loài cây có tuổi đời từ 300 đến 700 năm, trong đó 38 loài thực vật đặc hữu quý hiếm. Với giá trị vốn có của mình cùng với cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn, Yên Tử đón tiếp hàng vạn du khách trong và ngoài nước đến tham quan lễ Phật mỗi năm. Bão đã đi qua gần chục ngày nhưng hàng chục cán bộ ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử vẫn đang cố gắng dọn dẹp, cưa cắt cây xanh đổ bật gốc, tích cực khai thông lối đi cho khách tham quan. Chắc chắn sẽ phải mất rất nhiều năm nữa Yên Tử mới có thể phục hồi được phong cảnh núi non hùng vĩ như trước đây. Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, hiện nay toàn tỉnh này có 510 vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, lũ quét, ngập úng, trong đó có 396 vị trí nguy cơ sạt lở, 101 vị trí ngập úng, lũ quét, 3 vị trí sụt lún. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, tại địa phương này, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm, lượng mưa trung bình từ 1.750 đến 3.150 mm một năm. Lâm Đồng cũng là tỉnh có lượng mưa luôn cao hơn bình quân của cả nước. Địa hình chủ yếu là đồi núi, độ dốc cao với các nhóm đất là Ba Gian, Phù Sa, khiến kết cấu đất yếu khi gặp nước mưa làm tăng nguy cơ sạt lở. Để cảnh báo sớm sạt lở đất, lũ quét, Ủy ban Nhân dân các huyện và thành phố cử lực lượng chức năng theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến thời tiết, thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, kiên quyết di rời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực sông suối, sườn dốc có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt sâu để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Là địa phương có hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, đặc sắc, Bắc Giang hiện còn bảo lưu hơn 2.000 di tích lịch sử, văn hóa. Nhiều di tích được bảo lưu gần như nguyên vẹn kiến trúc nghệ thuật có niên đại từ 100 đến hơn 400 năm. Kho tàng di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Bắc Giang cũng rất đa dạng, trong đó 18 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gần 800 lễ hội lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống. Bên cạnh đó là kho tàng dân ca, dân vũ, trang phục, ẩm thực và nhiều ngành nghề thủ công truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Hiện tỉnh có 16 di sản được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 4 di sản được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và di sản cần bảo vệ khẩn cấp. Từ năm 2010 đến năm nay, có 616 di tích được tu bổ, tôn tạo, trong đó ngân sách xã hội hóa khoảng 900 tỷ đồng.
Thưa quý vị, lễ hội KT năm 2024 của đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận sẽ được tổ chức trong các ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 tháng 10 năm 2024. Lễ chính được tổ chức vào sáng ngày mùng 2 tháng 10 tại 3 khu vực đền Tháp Chăm, Tháp Po Klong Ra Gai, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, Tháp Porome và đền Poinu Nư Ga, huyện Ninh Phước. Bên cạnh các nghi lễ truyền thống như lễ rước y trang lên tháp, lễ mở cửa tháp chính, lễ cúng mừng KT tại tháp chính vào sáng ngày 2 tháng 10, lễ hội KT năm nay còn được các địa phương tổ chức các trò chơi dân gian, các hội thi, trình diễn nghệ thuật làm gốm, hội thi văn nghệ, thể thao, ẩm thực, mang đậm nét văn hóa truyền thống của dân tộc Chăm. KT là lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn để tưởng nhớ các vị thần, vị vua có nhiều công lao đóng góp, được đồng bào tôn kính tưởng nhớ ông bà tổ tiên và cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Lễ hội KT đã góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa. Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh của địa phương đến với du khách trong và ngoài nước. Ngày 17 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Văn Hải, sinh năm 1994, trú tại tổ 2, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, khoảng tháng 9 năm 2023, Đỗ Văn Hải có đặt mua hạt giống cần sa qua mạng Internet và mang đi gieo trồng tại nhà riêng ở huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Đến đầu tháng 12, Hải thu hoạch cây, lấy phần thân, rễ, lá cây ngâm vào rượu, còn phần hoa cất giấu với mục đích để sử dụng và bán cho người có nhu cầu mua. Trong hai ngày 13 và 14 tháng 12 năm 2023, bị cáo Đỗ Văn Hải đã hai lần có hành vi mua bán trái phép hoa cần sa cho Tạ Quyền Phong, trú tại tổ 10, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tại thời điểm mua ma túy Phong chưa đủ 16 tuổi. Khám xét tại nhà riêng của Đỗ Văn Hải, lực lượng chức năng còn thu giữ trên 500 gram ma túy loại cần sa chưa kịp tiêu thụ. Căn cứ quy định tại các điểm B, E, khoản 2, điều 251 Bộ Luật Hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Hải 9 năm tù. Bánh ma eang theo tiếng dân tộc Tày Nùng ở huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, nghĩa là chó con, là một món bánh có từ lâu đời. Từ những nguyên liệu bình dị như bột gạo nếp, đường, người dân nơi đây đã khéo léo tạo ra một món bánh độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Bánh ma eang không biết có từ bao giờ, chỉ biết đây là món bánh đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Trước đây, khi cuộc sống còn khó khăn, vất vả, người dân đã sáng tạo ra món bánh này để ăn vặt, mời khách vào những ngày lễ hội. Hiện nay toàn huyện có khoảng 3 đến 4 gia đình làm bánh này thường xuyên để bán, không cần những nguyên liệu cầu kỳ, thế nhưng bánh ma eang thành phẩm hấp dẫn bởi màu vàng nâu và hình chú chó con rất đẹp mắt. Với hương vị ngọt thanh, dẻo mà không ngấy, bánh ma eang đã được nhiều người dân trong và ngoài huyện yêu thích, đặc biệt là trẻ nhỏ. Trong đó, món bánh này thường được các bà, các mẹ mua làm quà cho các con, các cháu. Qua đó góp phần gìn giữ nét văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời tạo sự đa dạng cho ẩm thực trên địa bàn huyện. Từ lâu, chè đã là một trong những cây kinh tế mũi nhọn của huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Không chỉ giúp người làm chè thoát nghèo, vươn lên làm giàu, giờ đây nhằm giúp hương chè Đại Từ ngày càng bay xa, huyện Đại Từ đã tích cực xúc tiến các hoạt động liên doanh, liên kết trong việc sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè gắn với phát triển du lịch. Huyện Đại Từ hiện có 53 làng nghề, 136 tổ hợp tác, 58 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh chè, góp phần mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm trà chất lượng, mẫu mã đẹp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Trong công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, các cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn đã tích cực, chủ động tuyên truyền, hỗ trợ người dân trong các hoạt động xúc tiến thương mại như hội chợ triển lãm, festival chè của tỉnh, lễ hội trà do huyện tổ chức. Đến nay đã có trên 10 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia website chè tích hợp hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm trà Thái Nguyên. 40 sản phẩm trà được bán trên các sàn thương mại điện tử. Huyện đã có 22 sản phẩm trà được công nhận sản phẩm OCOP, trong đó 7 sản phẩm đạt OCOP 4 sao. Từng sống rải rác bên những dãy núi cao, nhiều đời leo lét bên ánh đèn dầu, nay đồng bào người Dao đã hạ sơn về Đá Cạn, xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, quần tụ thành làng bản để xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc. Bản xa đã bừng lên sức sống mới, thanh bình từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực của mỗi người dân. Đá Cạn trước kia được biết đến với nhiều cái không, không đường, không điện, không sóng di động, cư dân sống trong vùng lõm của địa phương về phát triển kinh tế xã hội, tập quán canh tác nông nghiệp mang nặng tính tự cung, tự cấp. Ngày trước cứ đến thời điểm giáp hạt là dân bản lại đứt bữa vì chưa biết trồng giống lúa năng suất cao. Nay người dân đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác nông nghiệp. Nhờ vậy, việc sản xuất có nhiều thuận lợi, năng suất, hiệu quả kinh tế từ cây trồng mỗi năm một tăng, chất lượng đời sống người dân tiến triển tốt.
dân bản đã không vào rừng chặt cây mà tham gia quản lý, bảo vệ rừng, trẻ em đến tuổi được đến trường, 100% được hưởng thẻ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe. Những năm gần đây, được sự quan tâm đầu tư hỗ trợ đồng bộ của Đảng, Nhà nước với nhiều chương trình, dự án như chương trình 135, chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719, cùng quyết tâm nỗ lực vượt khó của người dân đã dần tạo nên sự chuyển biến tích cực, cuộc sống ngày càng được cải thiện, nâng cao. Đến nay, khu còn 10 hộ nghèo, không còn hộ đói. Đá cạn hôm nay, đường ô tô chạy vào tận bản, điện lưới quốc gia kéo về, xua tan đi bóng tối ảm đạm khi màn đêm buông xuống. Có điện, có đường, có internet và có cả những đồng bào đang nỗ lực thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nắm bắt những tiến bộ khoa học kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất, thấy được những mô hình hay, cách làm hiệu quả của các địa phương khác để làm theo. Nhận thức của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, tập quán canh tác lạc hậu dần được thay thế bằng các biện pháp thâm canh, tăng vụ, đưa các giống mới vào gieo trồng. Trước kia có nhiều hộ không muốn thoát nghèo, nhưng nay đồng bào tự nguyện đăng ký phấn đấu thoát nghèo, chủ động vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no. Câu chuyện và hình ảnh về sức sống mới nơi bản xa của người Dao, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại trên kênh YouTube, website, trang fanpage và TikTok của Báo Dân Tộc và Phát Triển. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.